Thưa quý vị khán giả, mặc dù trạng thái khí quyển đang chuyển dần sang pha lạnh Nanina, nhưng ở miền Trung của Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới lại đang phải đối mặt với nắng nóng gai gắt, thậm chí là nắng nóng kỷ lục. À, vậy thì nắng nóng sẽ gia tăng những nguy cơ cháy rừng như thế nào? Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với những phân tích cụ thể từ biên tập viên Thời tiết Hương Liên. Xin mời chị Hương Liên. Vâng, Hoàng Dương và thưa quý vị khán giả. Mới đây nhất, Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ NOAA đã công bố số liệu tháng 7 năm nay là tháng nóng nhất từ trước đến nay trên toàn cầu. Cơ quan này cho biết nhiệt độ bề mặt trung bình toàn cầu tháng 7 năm nay là 17,01 độ C, tức là cao hơn 1,21 độ so với mức nhiệt trung bình của thế kỷ 20 và sô đổ mức nhiệt cao kỷ lục mới vừa thiết lập vào tháng 7 năm ngoái, nhìn hơn 0,03 độ. Bởi vậy, tháng 7 năm nay đã trở thành tháng nóng nhất trong chuỗi số liệu 175 năm qua. Đây cũng là tháng thứ 14 liên tiếp có nền nhiệt toàn cầu cao kỷ lục, tức là xuyên suốt từ tháng 6 năm ngoái cho đến giờ. Trên bản đồ nhiệt trung bình toàn cầu cho thấy khắp khu vực miền Bắc, miền Nam Châu Phi, Đông Nam Châu Âu và phần lớn Châu Á đã trải qua tháng 7 nóng nhất, còn ở Bắc Mỹ là tháng 7 ấm thứ hai trong lịch sử. Thưa quý vị, hàng loạt các quốc gia đều đặt trong tình trạng báo động đỏ về nắng nóng gai gắt. Không chỉ các ca tử vong do nắng nóng tăng lên, mà các vụ cháy rừng cũng xảy ra nghiêm trọng, thậm chí chưa từng có, gây thiệt hại rất lớn. Hy Lạp đã xảy ra cháy rừng nghiêm trọng nhất lịch sử, bùng phát từ hôm 11 tháng 8 ở ngoại ô đông bắc thủ đô Athens. Đến nay nó đã thiêu dụi hơn 100.000 hectare, phá hủy vô số nhà cửa và khiến ít nhất một người thiệt mạng buộc hàng nghìn người phải sơ tán. Hy Lạp năm nào cũng ghi nhận cháy rừng, nhưng chưa có vụ cháy nào lan đến gần Athen như năm nay. Nước này đã đối mặt với hàng chục vụ cháy sau khi trải qua tháng 6 và tháng 7 nóng chưa từng có. Cuối tháng 7 vừa qua, bang California, Mỹ đã hứng chịu đám cháy lớn nhất năm, thiêu dụi 124.000 hecta rừng, buộc hơn 4.000 người phải sơ tán. Đám cháy rừng bùng lên trong lúc bang này đang đối mặt với đợt nắng nóng khắc nghiệt đây là đám cháy rừng lớn nhất trong năm và lớn thứ 8 trong lịch sử tại bang California. Vườn quốc gia Jasper tại Canada những ngày cuối tháng 7 cũng hứng chịu trận cháy rừng lớn nhất trong một thế kỷ. Tính đến ngày 30 tháng 7, đám cháy đã phá hủy hàng chục nghìn hecta rừng cùng 358 ngôi nhà. Cuộc sống của người dân địa phương bị đảo lộn. Còn tại Việt Nam, theo thống kê của Cục Kiểm Lâm, tính từ đầu tháng 7 đến nay, khu vực Trung Bộ đã xảy ra 56 vụ cháy rừng, chiếm gần một nửa số vụ cháy từ đầu năm. Đáng chú ý, Quảng Bình đã liên tiếp xảy ra cháy vào ngày mùng 6, mùng 9 và 12 tháng 8, khiến một người thiệt mạng khi tham gia chữa cháy rừng. Ngoài Quảng Bình trong thời gian gần đây, các tỉnh Thừa Thiên Huế, Nghệ An và Quảng Trị cũng liên tiếp xảy ra cháy, gây ảnh hưởng lớn đến kinh tế của người dân. vậy thì dự báo về tình hình nắng nóng cũng như là nguy cơ cháy rừng ở miền Trung của nước ta thì còn kéo dài đến bao giờ thưa chị Liên? Vâng hiện tại thì tình hình nắng nóng cũng như là nguy cơ cháy rừng ở khu vực Trung Bộ đang trong giai đoạn cao điểm của năm nay dự kiến là kéo dài đến hết tháng 8 này nắng nóng trên phạm vi rộng từ Thanh Hóa đến Ninh Thuận dự báo sẽ duy trì đến cuối tháng với nền nhiệt cao nhất là 35 đến 37 độ C có nơi 38 độ C cộng với độ ẩm thấp nhất trong không khí là 45 đến 55%. Khô nóng kéo dài, thảm thực bì trong các cánh rừng khô nỏ, lớp thực bì dày, nguy cơ cháy rất cao. Hiện nay, cục kiểm lâm cảnh báo có tới 73 điểm có nguy cơ cháy rừng cấp 4, tức là cấp nguy hiểm, tập trung ở khu vực Thanh Hóa đến Quảng Nam và Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận. Chỉ cần một sơ suất nhỏ trong sử dụng lửa như là đốt rẫy hay đơn giản một tàn thuốc lá cũng có thể châm ngòi thành đám cháy lớn. Ngoài yếu tố thời tiết, khu vực miền Trung có diện tích rừng trồng lớn nhất cả nước. Phần lớn các cánh rừng đều trồng thông, keo, bạch đàn là những cây chứa nhiều tinh dầu, rất dễ bén lửa. Thực tế từ các vụ cháy rừng đã xảy ra vào tháng 8 vừa rồi cũng đều cháy ở các cánh rừng trồng thông, keo, bạch đàn tái sinh nên một khi đã cháy thì thường lan nhanh và khó dập tắt. Chưa kể địa hình vùng núi miền Trung thường đồi dốc, gió khô thổi mạnh khiến tốc độ lan cũng rất nhanh công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn, phải huy động lực lượng lớn để dập lửa. Đứng trước nguy cơ cháy rừng vẫn rất cao như vậy, cùng nhận định mùa nắng nóng cháy rừng năm nay diễn biến phức tạp, Cục Kiểm Lâm cũng đã chủ động có những phương án phòng cháy chữa cháy rừng ngay từ sớm. Chúng tôi thì cũng đã tăng cường nhiều cái giải pháp, trong đó thì đặc biệt là cái công tác dự báo, cảnh báo, phát hiện sớm cháy rừng để cung cấp thông tin cho các địa phương để thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Các địa phương thì cần phải tiếp tục chỉ đạo đôn đốc kiểm tra hướng dẫn các cái chủ rừng thực hiện nghiêm các phương án phòng cháy cháy rừng đã được xây dựng, tổ chức canh phòng thường trực cháy rừng tại khu vực có nguy cơ cao về cháy rừng, bố trí lực lượng phương tiện phòng cháy để sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng khi mà cháy rừng xảy ra. Khi xảy ra cháy rừng, huy động người, lực lượng, phương tiện khẩn trương chữa cháy và đặc biệt là phải đảm bảo tư đối an toàn cho người tham gia chữa cháy cũng như phải có phương án đảm bảo tài sản của người dân của doanh nghiệp sau khi cháy rừng thì cũng cần phải điều tra truy tìm cái đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đồng thời là có cái phương án phục hồi rừng sau cháy đó là những cái giải pháp đưa ra từ cục kiểm lâm vậy thì với những chủ rừng hay là với chính những người dân thì chúng ta ở thời điểm này có thể đưa ra những lưu ý gì thưa chị anh liên để làm sao mà giảm thiểu những nguy cơ có thể xảy ra cháy rừng Vâng, ngoài việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng, thì bà con cũng nên chủ động xử lý thực bì, giúp giảm vật liệu cháy. Vì hiện nay các thảm thực bì trong các cánh rừng ở miền Trung khá dày và khô nỏ. Nhưng đốt nương làm rẫy xử lý thực bì phải có kiểm soát, cần đăng ký thời gian đốt và trước khi đốt thì cần báo cho chính quyền địa phương. Nắm rõ được quy trình xử lý thực bì là điều rất quan trọng trong việc phòng chống cháy rừng. Sau khi phát thực bì và phơi khô, bà con vun thành những băng rộng từ 2 đến 3 mét, cách nhau từ 5 đến 6 mét. Băng sát bìa rừng phải xa rừng từ 15 đến 20 mét. Đốt lúc gió nhẹ vào buổi chiều tối hoặc là sáng sớm, đốt lần lượt từng băng. Khi đốt, có một người canh gác băng, tuyệt đối không để lửa cháy lan vào rừng. Đốt xong phải kiểm tra toàn bộ nương rẫy cho tới khi lửa tắt hẳn mới ra về. Những ngày tới, dự báo rằng tình hình nắng nóng tại khu vực miền Trung vẫn còn diễn biến phức tạp, do vậy mà người dân vẫn tiếp tục cần đề cao cảnh giác trong việc xảy ra nguy cơ cháy rừng. Vậy thưa chị Hương Liên, trong ngày Chủ nhật, ngày mai, ngày cuối tuần thì nắng nóng tại khu vực miền Trung sẽ diễn biến như thế nào đây ạ? Vâng, dự báo ngày mai thì nắng nóng sẽ xảy ra ở khu vực Nghệ An đến Ninh Thuận. Nguyên nhân gây nắng nóng kéo dài là do gió Tây Nam vượt qua dãy Trường Sơn gây hiệu ứng phơn khô nóng tới Trung Bộ nhiệt độ cao nhất các thành phố Vinh, Đồng Hới, Huế, Đà Nẵng, trở vào Tuy Hòa, Phan Rang, Tháp Tràm sẽ là 35 đến 37 độ C, trời nóng từ 11 giờ đến 17 giờ. Nắng nóng kéo dài bên cạnh nguy cơ cháy rừng thì quý vị cũng cần đề phòng xảy ra cháy nổ ở các khu dân cư, khu chợ, nhà xưởng. Để phòng tránh tốt nhất quý vị nên sắp xếp hàng hóa gọn gàng, tránh xa nguồn lửa, nguồn điện. Nhiều vụ cháy kho xưởng là do chập điện, cũng cần thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị, hệ thống điện đặc biệt những đường dây điện quá cũ. Đối với khu vực Nam Bộ ngày mai mưa giảm hẳn, chỉ còn xảy ra vài nơi về chiều tối, ban ngày trời nắng mạnh và nóng, hầu hết miền Đông xuống đến Cao Lãnh, Vĩnh Long, Châu Đốc, Mỹ Tho của miền Tây Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất là 35, 36 độ C. Với Bắc Bộ dự báo đêm nay có mưa rông, có điểm mưa vừa mưa to, lượng trên 50 mm, nguy cơ đi kèm lốc sét và gió giật mạnh. Riêng vùng núi đề phòng mưa to cục bộ có thể gây sạt lở đất đá. Từ chiều tối mai, mưa ở Bắc Bộ sẽ có xu hướng nhiều lên. Còn trưa và chiều mai, khắp Bắc Bộ trời nắng, không khí oi nóng khó chịu, nhất là ở Hà Giang, Bắc Ninh sẽ chạm mức nắng nóng 35 độ C. Thủ đô Hà Nội và các thành phố Hòa Bình, Ninh Bình, Hải Phòng, Cao Bằng, Lào Cai, Sơn La nhiệt độ trong khoảng 32 đến 34 độ C.